Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Garrick vội lên tiếng đính chính vì đăng status vu vơ giữa lúc showbiz gặp liên hoàn biến. Showbiz Việt gặp liên hoàn biến về vấn đề nghệ sĩ kêu gọi quyên góp tiền từ thiện. Chính vì vậy động thái của bất kỳ ai ngay lúc này cũng dễ gây hiểu lầm. Garrick mới đây bị cư dân mạng lôi vào cuộc, chỉ trích vì dòng trạng thái vu vơ trên trang cá nhân, nam rapper sau đó phải vội vàng lên tiếng đính chính. Ngày 26 tháng 5, Garrick đăng tải những bức ảnh điếp trên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái vu vơ, nam rapper nhắc đến những vấn đề về tin tức xấu, dễ dàng nuốt chửng năng lượng của bản thân. Lực ném càng mạnh, banh dội lại càng đau, đã thế số đông lại chọn cách nhẹ càng đứng gần hơn các bức tường để làm điều đấy. Đừng lãng phí một ngày ý nghĩa chỉ để trực chờ những thông tin xấu, nuốt chửng năng lượng tốt của bản thân. Chúc mọi người bình an, Garrick viết. Những tưởng đây chỉ là bài đăng đơn thuần của Garrick dành cho bản thân và người hâm mộ, nhưng lại khiến anh phải đối diện với sự công kích từ cư dân mạng. Nhiều người liên tưởng dòng trạng thái của nam rapper viết với liên hoàn biến của showbiz gần đây, sau đó các bình luận ném đá cho rằng giọng ca người lạ ơ đang ẩn ý, nói về việc khán giả chỉ trích nặng lời với các nghệ sĩ khác xuất hiện một cách tràn lan. Trước sự tấn công dữ dội của cộng đồng mạng, Garrick phải lên tiếng đính chính. Anh khẳng định không đề cập đến bất cứ tình huống hay nhân vật nào, nội dung bài viết chỉ muốn các fan sống tích cực. Mình viết status này mong muốn hướng mọi người đến điều tích cực giữa làn sóng năng lượng xấu, nhưng nếu ai đó quá nhạy cảm, tiêu cực đến mức chửi thề văn tục thì mình nghĩ không nên. Vì thực tế sau khi làm những điều đấy, bạn cũng không thoải mái và trở nên có giáo dục hơn trong mắt người khác, Garrick chia sẻ. Đăng dòng trạng thái giữa lúc làng giải trí trải qua nhiều ồn ào, Garrick bị hiểu lầm không phải chuyện quá lạ lắm, song cách phản hồi đầy văn minh của anh khiến người hâm mộ tự hào. Giọng ca đa vậy đủ rồi, không gây gắt hay buông lời nặng nề với những người đã đưa ra nhận định sai về anh. Đứng trước tình hình rối ren của showbiz, nhiều nghệ sĩ Việt vô duyên vô cớ cũng bị vạ lây. Garrick là một ví dụ điển hình để nhiều người cẩn trọng hơn khi chia sẻ điều gì. Cùng cập nhật những tin tức về chuyện sao Việt tại Danh nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!